ATM Lucky, cùng hạnh phúc, cùng thịnh vượng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tiêu dùng được phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh thông tin Invest TV. Và trong tuần vừa qua đã có những thông tin tiêu dùng gì mới nhất và không thể bỏ qua. Mời quý vị cùng theo dõi những tin tức tổng hợp ngay sau đây của chúng tôi. Việt Nam tiếp tục thống lĩnh top 10 sàn thương mại điện tử Đông Nam Á. Tích hợp nhiều dữ liệu, mất căn cước công dân gắn chip có mất dữ liệu cá nhân. Miễn thuế hàng hóa xuất nhập khẩu theo điều ước quốc tế. Vì sao Samsung là thương hiệu smartphone bị đạo nhái nhiều nhất? Netflix bắt đầu chặn người dùng chia sẻ tài khoản. Do gì hình ảnh iPhone 13 Pro lột xác với concept rực rỡ? Triệt phá kho hàng giả, hàng nhái lớn nhất miền Bắc. Thưa quý vị, mới đây, cổng thông tin thương mại điện tử iPrice phối hợp với SimilarWeb cùng với AppPricer công bố báo cáo tác động của đại dịch lên ngành thương mại điện tử Việt Nam năm 2020. Đáng chú ý, có đến 5 doanh nghiệp Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng top 10 sàn thương mại điện tử có lượng truy cập website trung bình cao nhất khu vực Đông Nam Á. Mới đây, cổng thông tin thương mại điện tử iPrice phối hợp cùng với SimilarWeb và AppsFlyer công bố báo cáo tác động của đại dịch lên ngành thương mại điện tử Việt Nam năm 2020. Đáng chú ý, có đến 5 doanh nghiệp Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng top 10 sàn thương mại điện tử có lượng truy cập website trung bình cao nhất khu vực Đông Nam Á, gồm Thế Giới Di Động, Tiki, Sen Đỏ, Bách Hóa Xanh và FPT Shop. Cụ thể, Thế Giới Di Động chiếm vị trí thứ 5 với lượt truy cập trung bình năm 2020 là 28,6 triệu, chỉ cách Kỳ Lân Bukalapak của Indonesia 7 triệu lượt. Tính riêng thị trường trong nước, đây là doanh nghiệp nội địa xếp thứ 2 về tổng lượng truy cập. Theo sau là sàn thương mại điện tử đa ngành Tiki. Thống kê của iPrice cho thấy đơn vị này đã vượt qua một Kỳ Lân khác là Bilibili để trở thành điểm sáng của doanh nghiệp Việt với 22,5 triệu lượt truy cập trong năm qua. Đồng thời, bản đồ thương mại điện tử Đông Nam Á còn cho thấy Việt Nam là thị trường lớn thứ hai trong khu vực, chỉ sau Indonesia. Tổng lượt truy cập website trung bình năm 2020 của Việt Nam gấp 4 lần so với Malaysia, 3 lần so với Philippines và 2 lần so với Thái Lan. Báo cáo còn nhấn mạnh, điều này càng khẳng định mạnh mẽ tiềm năng phát triển của các doanh nghiệp nội địa trong khu vực và kích cỡ của thị trường thương mại điện tử nước nhà. Theo như dự đoán của Google, thương mại điện tử Việt Nam đến năm 2025 sẽ có thể đạt mức tăng trưởng cao nhất khu vực là 34%. Do đó, bên cạnh việc tập trung vào các chiến dịch thu hút khách hàng, các doanh nghiệp thương mại điện tử Việt Nam cũng cần cân nhắc đến việc cải thiện trải nghiệm của khách hàng mới hơn nữa. Hiện nay, căn cước công dân gắn chip điện tử lưu trữ thông tin nhờ việc tích hợp thông tin các đơn vị khác như bảo hiểm, lái xe cũng như thông tin số khác, tạo điều kiện thuận lợi và tiện ích cho người sử dụng. Tuy nhiên, từ việc tích hợp nhiều dữ liệu, vậy mất căn cước công dân gắn chip có mất dữ liệu cá nhân? Đó là vấn đề mà nhiều người vô cùng băn khoăn. Cụ thể, căn cước công dân gắn chip điện tử giúp người dùng tích hợp nhiều thông tin, đồng thời tạo điều kiện cho công dân thực hiện các giao dịch hành chính đi lại, nâng cao hiệu quả của chính phủ điện tử, chính phủ số. Việc tích hợp sử dụng thông tin trên chip phải tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Tuy nhiên, việc lưu trữ nhiều thông tin hơn không đồng nghĩa với việc đánh mất căn cước công dân thì người dân sẽ dễ để lọt thông tin cá nhân. Nhờ việc gắn chip trên căn cước công dân có độ bảo mật cao hơn, chỉ có chủ sở hữu thẻ mới có thể sử dụng được. Do đó, việc không may bị mất hay trộm cắp cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Ngoài ra, việc xác thực danh tính có thể thực hiện offline mà không cần đường truyền Internet. Đồng thời, việc làm lại căn cước công dân gắn chip khi mất cũng không hề phức tạp. Như vậy, có thể thấy từ việc tích hợp lượng lớn thông tin của công dân mà thẻ căn cước công dân có gắn chip sẽ giúp công dân thuận tiện hơn trong việc thực hiện giao dịch cũng như các thủ tục hành chính với độ tin cậy và chính xác cao hơn rất nhiều so với căn cước có mã vạch như trước đây. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định ngày 1 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu, trong đó bổ sung điều 29A miễn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo điều ước quốc tế. Cụ thể, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sẽ được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm chủng loại, định hướng hàng hóa được quy định tại điều ước quốc tế, văn bản xác nhận của cơ quan đề xuất ký kết và gia nhập điều ước quốc tế, cơ quan quản lý chuyên ngành trong trường hợp điều ước quốc tế không quy định chủng loại, định lượng miễn thuế. Trường hợp cơ quan đề xuất ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế không phải là cơ quan quản lý chuyên ngành thì căn cứ vào văn bản xác nhận của cơ quan để đề xuất ký kết hoặc gia nhập vào điều ước quốc tế. Trước khi đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế, đầu tiên, tổ chức cá nhân phải thực hiện thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cho cơ quan hải quan. Nghị định 18/2021 NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25 tháng 4 năm 2021. Thưa quý vị, mặc dù đạo nhái là khái niệm quen thuộc trong ngành công nghệ, đặc biệt là với smartphone, nhưng ngày nay, việc đạo nhái smartphone đã trở nên tinh vi hơn rất nhiều, thậm chí là sao chép cả các linh kiện bên trong. Mới đây, dựa vào dữ liệu AnTuTu trên trang CNBeta đã có một số những tổng hợp về các mẫu smartphone bị giả mạo trên thị trường, nhiều nhất trong đó có đến 5 mẫu smartphone của Samsung. Cụ thể, từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, AnTuTu đã xác định được số thiết bị giả mạo lên đến 572.303, chiếm khoảng 4,24% tổng số thiết bị được kiểm tra. Kể từ khi mạng 5G bùng nổ, smartphone giả mạo thậm chí còn gắn mác 5G, nhưng thực tế chúng không hỗ trợ 5G mà chỉ có logo 5G để đánh lừa người tiêu dùng. Nếu bạn muốn biết các hãng smartphone nào bị đạo nhái nhiều nhất, hãy nhìn vào thị trường smartphone. Thực tế, thương hiệu smartphone nào phổ biến nhất với thị phần chiếm đông đảo sẽ dễ trở thành đối tượng chính bị làm giả nhiều nhất và Samsung đang nằm trong số đó khi có tới 5 model smartphone bị làm nhái trên thị trường là Samsung Galaxy S9 cộng, Samsung Galaxy Note 10 cộng, Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S9 và Samsung W2019. Thị trường smartphone đạo nhái trong năm 2021 nhìn chung tương tự như năm 2020. Vì vậy, các thương hiệu như Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Oppo vẫn tiếp tục là những sản phẩm smartphone bị đạo nhái nhiều nhất. Thưa quý vị, hiện nay Netflix là một trong những nền tảng xem phim trực tuyến lớn nhất toàn cầu. Gần đây, họ đã có những động thái nhằm ngăn chặn người dùng chia sẻ mật khẩu với nhau bằng cách siết chặt quản lý của mình. Cụ thể, thông báo của Netflix viết, nếu bạn không sống cùng với người sở hữu tài khoản này, bạn cần tạo tài khoản riêng để tiếp tục xem. Để loại bỏ thông báo, người dùng sẽ phải xác nhận tài khoản bằng email hoặc mã code. Người đại diện của Netflix cho biết, thử nghiệm này sẽ giúp họ xác định người sử dụng tài khoản Netflix có hợp lệ hay không. Trong số các gói dịch vụ của nền tảng này, gói cơ bản chỉ được sử dụng trên một thiết bị, còn gói tiêu chuẩn xem được trên 2 thiết bị và gói cao cấp xem được trên 4 thiết bị cùng lúc. Netflix cũng không giới hạn số lượng thiết bị đăng nhập vào tài khoản. Tại Việt Nam, gói Netflix cao nhất có giá 260.000 đồng. Tuy nhiên, nhiều người mua cùng nhau để giảm chi phí. Nhiều dịch vụ bán lẻ đã được mở trên tài khoản Netflix thu hút nhiều người dùng, bất chấp những trò lừa đảo tiềm ẩn. Vì vậy, với động thái này của Netflix thì có lẽ trong thời gian tới, nền tảng này sẽ tiếp tục siết chặt quản lý người dùng của mình. Thưa quý vị, mới đây, những hình ảnh về concept của iPhone 13 Pro, thẻ iTouch và tấm sạc AirPower đã xuất hiện trong các khái niệm hoàn toàn mới đến từ nhà thiết kế Hassan Kabak, khiến iFan vô cùng thích thú. Trong 2 phút 36 giây của video, từng sản phẩm đều được hiển thị chi tiết với một số điều bất ngờ. Trong video xuất hiện tấm sạc MagSafe với sạc nhanh 80W và những chiếc iPhone đầy màu sắc. Tuy nhiên, iPhone 13 Pro trong video không còn cổng Lightning dưới cùng, có lẽ sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào không dây để sạc và chuyển dữ liệu. Concept iPhone 13 Pro cho thấy chiếc iPhone này sẽ giữ lại module 4 camera sau và có các màu mới, bao gồm màu hồng, xanh lá và xanh lam. Đặc biệt, thiết kế camera sau của iPhone đã trải qua một số sửa đổi, không còn cảm biến riêng biệt và chỉ có 4 cảm biến cho camera. Chưa hết, các cạnh phẳng vẫn được giữ lại, thiết kế tay thỏ đã biến mất. Hiện tính năng này được dự đoán dành cho iPhone 14 thay vì iPhone 13. Trong khi đó, tùy chọn màu xanh lá cây nổi bật hơn cả. Thẻ AirTag có thiết kế khá nhỏ, có hình dạng giống như một đồng xu rất mỏng và được gắn vào một chiếc móc khóa. Kích cỡ này tương đương với Samsung SmartTag và có thể theo dõi ví, hành lý, vòng đeo cổ cho thú cưng khi người dùng gắn vào chúng suốt. Thưa quý vị, sau gần 6 tháng trinh sát, mới đây, Tổng cục Quản lý Thị trường chỉ đạo Tổ 368 phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Nam Định và PC03
Công an tỉnh Nam Định đã ập vào kho hàng trữ hàng hóa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng tại thôn Đại Lài, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ước tính có đến 20.000 đến 30.000 sản phẩm nhái các thương hiệu bị thu giữ tại đây. Cụ thể, kho hàng rộng hơn 500m², tàng trữ hàng chục nghìn các sản phẩm, chủ yếu là các túi nhãn các thương hiệu nổi tiếng. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, tại kho hàng rộng hơn 500m² này có tới 30.000 sản phẩm vi phạm. Lực lượng chức năng phải dùng đến 10 xe 3,5 tấn mới có thể di chuyển hết số hàng trị giá khoảng 6 tỷ đồng này. Chia sẻ về quá trình phá thành công kho hàng này, ông Nguyễn Kỳ Minh, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục, Tổ trưởng Tổ quản lý 368, Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết phải rất vất vả để trinh sát và bắt giữ kho hàng này. Nguyên nhân là do đối tượng vi phạm chủ yếu sử dụng mạng xã hội để chào bán và dịch vụ chuyển phát để vận chuyển hàng hóa. Đặc biệt, một thủ đoạn tinh vi khác là đối tượng sử dụng một cửa hàng trung gian ở Hà Nội để làm địa chỉ giới thiệu sản phẩm. Nhưng thực chất, cửa hàng này không hề có bất cứ sản phẩm nào. Toàn bộ hàng hóa được trữ tại kho ở thôn Đại Lại, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Theo cơ quan chức năng, lô hàng vi phạm ước trị giá khoảng 6 tỷ đồng. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tiêu dùng tuần này của chúng tôi. Hy vọng những thông tin trong chương trình đã giúp quý vị có thêm những kiến thức cần thiết về thị trường. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, cũng như cảm ơn sự đồng hành của Công ty Cổ phần ATM Lucky Việt Nam. Nếu quý vị có thắc mắc về chương trình, xin vui lòng liên hệ theo số hotline là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ email bamintap@invest.com.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này tuần sau.